Nhân vật chính Tiếu Huyền bị xe đụng sau xuyên qua hồng hoang thế giới loại nhỏ tu tiên gia tộc, đạt được ngón tay vàng chư thiên vạn giới xuyên qua khí. Nhưng vừa mới sinh ra đã bị hồng quân cùng bảy vị thánh nhân phát hiện, ném tới ánh mắt. Chư thiên vạn giới xuyên việc khí lấy nhiều vị thánh nhân ánh mắt làm căn nguyên tụ tập thiên địa lực làm nhân vật chính gia tăng tư chất tu hành. Nhưng nhân vật chính tu vi thấp, ngón tay vàng đại bộ phận công năng không cách nào sử dụng sáu tuổi nhân vật chính chính thức bắt đầu vạn giới xuyên qua rất nhanh trưởng thành sau đó cùng hồng quân lão tổ hợp tác thăng cấp lên hồng hoang thế giới chương một xuyên qua hồng hoang bạn đang nghe tại truyện chấm audio tiếu huyền vừa mở mắt phát hiện mình đang ở trong một gian phòng cổ kính tiếu huyền liền bối rối không phải hắn nhớ rõ mình bị tai nạn xe cộ sao bây giờ ta đây là xuyên qua hắn vừa định mở miệng nói chuyện trong miệng lại phát ra âm thanh y y nha nha như trẻ con. Tiếu huyền tâm nghĩ xong rồi. Xuyên qua coi như xong, còn xuyên qua thành một cái mới vừa sinh ra không bao lâu hài nhi. Đúng lúc này, một đạo ánh mắt từ hỗn độn mà đến tập trung vào nó. Tiếu huyền trong đầu nhớ tới một đạo thanh âm bất nam bất nữ, người bị hồng quân đạo chủ ánh mắt nhìn chăm chú, chúc mừng đạt được tư chất đại la kim tiên cấp. Đồng thời từ sáu phương hướng khác nhau ném tới sáu đạo ánh mắt, ngươi đã bị thiên đạo lục thánh ánh mắt nhìn chăm chú chúc mừng ngươi đạt được thái ất kim tiên cấp tư chất sáu ngươi bị địa phủ hậu thổ thánh nhân nhìn chăm chú chúc mừng ngươi đạt được thái ất kim tiên cấp đại vu tư chất tu luyện đột nhiên bên tai tiếu huyền không biết là ai phát ra một tiếng hừ lạnh bảy đạo ánh mắt này đồng thời thu hồi biến mất mà tiếu huyền hoàn toàn bối rối đồng thời cũng bị dọa choáng váng hắn nghĩ thầm cái gì mà thiên băng bắt đầu bắt đầu đã bị mấy vị đại năng đứng đầu phát hiện cái này còn chơi đắc ý. Tiếu huyền lòng tràn đầy tuyệt vọng chờ đợi thẩm phán, thế nhưng thật lâu sau mới phát hiện hắn trắm sự không có. Hơn nữa cảm giác ánh mắt uy nghiêm nhất kia cũng biến mất, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa nghe thanh âm trong đầu vừa rồi, nơi này hình như là thế giới hồng hoang A. À. Tuy rằng hắn kiếp trước cũng là hồng hoang đồng nhân tiểu thuyết người yêu thích, nhưng là thật xuyên qua đến nơi này, trong lòng khó tránh khỏi kinh hoảng hơn nữa cái khác xuyên việt giả không chủ động bại lộ thân phận coi như là đi đến đại kết cục đều khó có thể bị phát hiện hắn vừa bắt đầu đã bị phát hiện cũng quá thái quá đi lúc này tiếu huyền nhớ tới hắn hình như còn có một ngón tay vàng vội vàng gọi hệ thống thế nhưng liên tiếp gọi mấy tiếng cũng không thấy đáp lại hắn chỉ có thể bình tĩnh lại tĩnh tâm cảm thụ trong thân thể thần hồn rốt cục hắn ở trong thần hồn phát hiện một cái cùng địa phương khác không hợp địa phương hắn dùng thần hồn nhẹ nhàng chạm vào lập tức một màn sáng xuất hiện trước mặt hắn mặt trên viết chư thiên vạn giới xuyên qua khí ở phía dưới nhìn mặt trên viết tên thật chủng tộc te rang tuổi mười ngày đi sang ác khuyết tật tư chất tu hành đại la kim tiên đỉnh phong thân thể tư chất thái ất kim tiên đỉnh phong phép thuật không thần thông không tuổi thọ 200 năm công pháp. Không trước mắt công năng. Vạn giới xuyên toa, không thể dùng, cần tuổi đạt 6 tuổi, cảnh giới nguyên anh kỳ trở lên, tác giả chú thích. Bởi vì cần phân ly thần hồn, chỉ có nguyên anh kỳ trở lên mới có thể phân ly thần hồn. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện, đã mở ra, linh khí tụ tập, 10 km để mở ra, tiếu huyền đại khái nhìn một chút, coi như là giải được tác dụng của ngón tay vàng này. Tương tự như hệ thống, nhưng không phải là hệ thống. Nhưng vì cái lông, không dùng được. Thế gian này lớn nhất bi ai chính là có bàn tay vàng lại không thể dùng, trong lòng hắn nghĩ nhất định phải để cho cha mẹ giúp hắn làm tới một bộ tu tiên công pháp, thật sự không được liền chờ hắn trưởng thành chính hắn đi ra ngoài tiền. Tóm lại tu tiên là việc cấp bách, 6 tuổi là có thể bắt đầu ở chư thiên vạn giới xuyên Việt, nếu là hắn khi đó còn chưa tới nguyên anh kỳ, vậy không phải là lãng phí vô ích sao? lúc này Tiếu Huyền còn không biết gia tộc của hắn, kỳ thật là một tiểu thế gia tu tiên. Gia tộc chia làm năm mạch, theo thứ tự là Khai Dương, Ngọc Hành, Giao Quang, Thiên Quyền, Thiên Xu Ngũ Mạch, năm mạch đều có một vị lão tổ, mà Tiếu Huyền là Ngọc Hành nhất mạch. Ngay tại Tiếu Huyền nội tâm diễn phong phú thời điểm, tuổi đại khái 450 tuổi trung niên nhân đẩy cửa mà vào, người này là Ngọc Hành nhất mạch lão tổ. Trung niên nhân kia vào cửa liền đối diện Tiếu Huyền đang nằm ở trong nôi gỗ, cao hứng nói. Ai nha, chắc tốt của ta nha, đến, để lão tổ ông một cái, nhìn xem tư chất của ngươi, có được hay không? Nói xong hắn liền bế tiếu huyền lên, bảo vệ mỹ phụ ở một bên, nhẹ giọng mở miệng. Nhị tổ, ngài cẩn thận một chút, tiểu thiếu gia mới sinh ra 10 ngày, thân thể rất yếu. Mà người trung niên được mỹ phụ gọi là nhị tổ kia, tùy ý mở miệng. Ai nha, ngươi mặc kệ ta rất rõ ràng, ta tu vi gì mà không khống chế được mà tiểu huyền bị ông vào trong ngực trong lòng cũng kích động ta vừa rồi nghe được cái gì đại thúc này lại có tu vi lúc này trung niên nhân nhẹ nhàng ông tiểu huyền mở miệng tặng tôn ngươi đừng sợ a à, lão tổ ta hiện tại cho ngươi kiểm tra tư chất nói xong một cổ năng lượng ôn hòa dọc theo tiêu cánh tay tiểu huyền hướng toàn thân lan tràn cuối cùng dừng lại ở đan điền mà trung niên nhân lại như bị sét đánh sững sờ tại chỗ sau đó kinh hỉ đến trực tiếp bạo thanh chửi tục cầm thảo đây là bực nào tu hành tư chất ngay cả ta đều không chuẩn xác cảm thụ ra hắn tu hành thiên phú như thế nào nhưng không thể nghi ngờ tuyệt đối có tư chất thành tiên a à vân bảo vệ tốt hài tử của ngươi lão tổ ta hiện tại có việc gấp cần đi cùng mấy lão gia hỏa kia hảo hảo thương lượng một chút nói xong hắn liền tông cửa đi ra lưu lại tiếu huyền vẻ mặt mờ mịt cùng mẫu thân hắn mà tiếu huyền cũng biết phụ nhân xinh đẹp từ lúc bắt đầu đã làm bạn ở bên cạnh mình là mẫu thân của mình sau đó mẫu thân tiếu huyền liền ngồi ở bên cạnh nôi gỗ một bên dỗ tiếu huyền ngủ một bên cùng tiếu huyền nói về thân thế của hắn mà tiếu huyền cũng hiểu được gia tộc của hắn chính là một gia tộc tu tiên trong thành trì cỡ trung của thương triều cùng hai nhà trương Lâm cũng nắm giữ sản nghiệp và tài nguyên tu hành của tòa thành trì cỡ trung này. Mà mẫu thân hắn lại là Lâm Gia, phải tới thông gia với phụ thân hắn. Phụ thân Tiếu Huyền là đương kim gia tộc, đề cử ra gia chủ, mà mẫu thân hắn lại là mùi mùi ruột của đương kim gia chủ Lâm Gia. Tiếu Huyền chậm rãi, nghe xong liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Tiếu Huyền ngày hôm qua gặp qua vị lão tổ kia, mang theo ba cái cùng hắn kém không được bao nhiêu tuổi người, lại tới cho tiếu huyền kiểm tra một chút tư chất xác nhận tiếu huyền tư chất phi phạm vì thế tổ chức đại hội gia tộc quyết định toàn lực bồi dưỡng tiếu huyền trợ giúp hắn nhanh chóng trưởng thành mà tiếu huyền cũng không phụ kỳ vọng cho dù không có tu hành công pháp một tháng dựa vào thân thể tự thân hấp thu thiên địa linh khí thành công dẫn khí nhập thể ngắn ngủi một năm tiếu huyền đột phá luyện tinh hóa khí thành công bước vào trúc cơ có thể nói là khủng bố năm thứ hai liền thành công bước vào kim đan mà lúc này tiếu huyền mới hai tuổi mà thôi tốc độ tu hành như thế quả thực kinh ngạc người bên ngoài sau này tốc độ tu hành vẫn không giảm năm thứ ba nguyên anh năm thứ tư đã tu hành đến hóa thần năm thứ năm hóa thần viên mãn năm thứ sáu liền đột phá xuất khiếu kỳ đột phá đến độ kiếp kỳ cần độ kiếp cảnh giới phía trước cũng không cần độ kiếp mà lúc này tiếu huyền cảnh giới đã cùng nhị tổ hắn không kém bao nhiêu điều này làm cho tiếu gia nhất tổ phi thường cao hứng đồng thời tiếu huyền cũng phi thường cao hứng bởi vì hắn đã sáu tuổi có thể sử dụng chư thiên vạn giới xuyên qua khí sau đó gia tộc lão tổ tổ chức tộc hội bởi vì tiếu gia lần nữa sinh ra một vị xuất khiếu đại tu đánh vỡ cân bằng giữa ba nhà cho nên lão tổ quyết định liên thủ với lâm gia cùng tấn công thôn tính trương gia bất quá tiếu gia xuất khiếu tu sĩ càng nhiều cho nên có thể lấy sáu thành Đối với việc này Tiếu Huyền không có bất kỳ dị nghị gì, dù sao ăn gia tộc dùng gia tộc nhiều năm như vậy, cũng nên vì gia tộc xuất chút lực. Hơn nữa xuyên việc lâu như vậy, Tiếu Huyền sớm biết rõ tu tiên giới tàn khốc, không phải ngươi chết chính là ta vong, vì tranh đoạt tài nguyên tu hành thường xuyên liệu đến ngươi chết ta sống. Đối với trương gia hắn sẽ không tồn tại bất luận cái gì đồng tình, dù sao nếu như trương gia trước nhiều ra một vị xuất khiếu tu sĩ, như vậy không thể nghi ngờ cũng sẽ đối với gia tộc khác xuống tay lần này đại hội chủ yếu là hướng gia tộc chư vị trưởng lão, cùng gia tộc đệ tử nói một chút công việc cụ thể, thời gian động thủ. Ước định hai ngày sau, đồng thời phát động tập kích trương gia. Hai ngày sau buổi tối, Tiếu Lâm hai nhà chạm mặt lần nữa xác nhận một ít công việc trọng yếu sau. Binh chia làm hai đường, trước sau giáp công, tranh thủ một đợt bắt được. Là tu sĩ xuất khiếu, ước chừng 11 vị, Lâm gia 5 vị, Tiếu gia 6 vị, mà trương gia lại chỉ có 5 vị. Thắng thu cao thấp lập phán, đây nhất định là một hồi tàn sát không hề trì hoãn. Bất quá dưới đề nghị của Tiếu Huyền, đem tàn sát toàn tộc đổi thành chỉ giết tu sĩ trên kim đan, tu sĩ dưới kim đan toàn bộ phân phối đi mỏ khoáng sản đào mỏ. Dù sao nói thế nào, Tiếu Huyền cũng là thế kỷ 21 thời đại mới thanh niên không đành lòng tạo quá nhiều sát nghiệp, nhưng là cũng không thể lãng phí, cho nên an bài đi đào mỏ đi. Về phần nhân số hai nhà chia đều, đương nhiên Tiếu Huyền lo liệu cẩu đạo làm chủ, đem tất cả thiên tư tốt hơn đều giết chết, phòng ngừa vạn nhất. Toàn bộ trương gia trong một đêm máu chảy thành sông, dẫn tới trên đường dân chúng cùng tán tu, đều kinh ngạc. Bất quá tại Tiếu Lâm hai nhà, ra tay nhanh chóng khống chế trương gia lúc trước sản nghiệp về sau, mọi người cũng liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Dù sao đã sớm có người suy đoán, Tiếu gia nhiều ra một vị xuất khiếu tu sĩ, tất nhiên sẽ không kiềm chế được chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thôi trong một đêm liền đem toàn bộ trương gia tàn sát không còn nhưng bọn họ không biết chính là kỳ thật trương gia tu vi thấp cũng đã sớm bắt đầu đào mỏ cho nên cũng không tính là bị tàn sát không còn rất nhiều chuyện sau khi hoàn tất tiếu huyền trở lại gia tộc liền tuyên bố bế quan hắn phải đi nghiên cứu một chút chư thiên vạn giới xuyên việt khí trong động phủ tư nhân của tiếu huyền hắn mở ra chư thiên vạn giới xuyên qua khí trên mặt giao diện rõ ràng biểu hiện chư thiên vạn giới xuyên qua, đã mở ra, mỗi ngày một lần. Lúc này xuyên qua khí đạn tới nhắc nhở có hay không bắt đầu tìm tòi thế giới, Tiếu Huyền lúc này lựa chọn đúng, bất quá xuyên qua khí lại bắn ra nhắc nhở. Mỗi thế giới đều cần đạt tới 100% độ thăm dò mới có thể mở ra thế giới tiếp theo tìm kiếm, hay là bây giờ bắt đầu. Tiếu Huyền không do dự, trực tiếp lựa chọn bắt đầu tìm kiếm. Sau một khắc giống như rút thẻ bình thường, từng cái thể hình dạng thế giới từ trước mặt xẹt qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, một lát sau tốc độ mới bắt đầu hạ thấp. Tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại ở một tấm thể thế giới biểu hiện cho tàn đổ nát tràn ngập tử khí, mà tấm thể lúc này đang tản ra lục quang oánh oánh. Tiếp theo xuyên qua khí truyền đến nhắc nhở, chúc mừng ngươi rút trúng trung đẳng cấp zombie thế giới. Đây là coi như tương đối mạnh zombie thế giới, thế giới này nhân loại cơ hồ tuyệt chủng chỉ có cực kỳ ít nhân loại trốn ở dưới đất nơi trú ẩn bên trong kéo dài hơi tàn. Thế giới này chỉ có thể chân thân gián lâm, bởi vì còn lại nhân loại cơ hồ là cận thân sinh sản, thân thể cực kỳ gầy yếu, cơ bản có chứa bẩm sinh tính bệnh tật. Phương thế giới này người mạnh nhất là một đầu ngũ giai trung kỳ thi vương, đối ứng hóa thần tu sĩ, bất quá bọn họ không biết pháp thuật thần thông, nhưng là đều thức tỉnh bản mệnh năng lực, hơn nữa thân thể cường đại. Phương thế giới này sau khi đạt tới cấp 3 sẽ dần dần thức tỉnh ký ức khi còn sống, nhưng mặc dù thức tỉnh ký ức khi còn sống bọn họ vẫn là tan thi, bọn họ tự nhận là tân nhân loại. Mời ký chủ cẩn thận quyết định có đi hay không. Tiếu huyền nhìn xuyên qua khí bắn ra nhắc nhở, không khỏi trong lòng cả kinh, một đầu thi vương ngũ dai trung kỳ hơn nửa thân thể cường đại, cho dù chống lại tu sĩ hóa thần đỉnh phong cũng có thể chiến một trận. Tuân theo lý niệm cẩu đạo làm chủ, Tiếu Huyền lúc này quyết định vẫn là đột phá đại cảnh giới tiếp theo rồi nói sau, hơn nữa vừa mới cướp đoạt rất nhiều tài nguyên tu luyện từ trương gia. Không ra nửa năm liền có thể bước vào độ kiếp kỳ, đến lúc đó đi vào trực tiếp một cái tác đập chết đầu kia thi vương xong việc. Bất quá ngay khi Tiếu Huyền sắp, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Lệnh bài truyền âm của gia tộc chấn động, Tiếu Huyền đưa vào thần thức, sau đó thanh âm của tổ tiên gia tộc truyền ra, để Tiếu Huyền đi tổ địa một chuyến có tin tức tốt trọng đại nói cho hắn biết. Tiếu huyền suy tư một phen, cảm thấy chuyện tu luyện tạm thời không vội, đi trước chỗ lão tổ, hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì. Tiếu huyền đứng dậy rời khỏi đồng phủ, ngự kiếm chạy tới tổ địa. Mấy cái hô hấp gian tiếu huyền liền đi tới tổ địa, tìm được tiếu gia nhất tổ, cung kính hỏi thăm nhất tổ, chuyện gì khẩn cấp như thế. Nhất tổ, vẻ mặt trịnh trọng nói cho tiếu huyền, theo mật thám biết được, cách gia tộc mười vạn dặm, có một tòa động phủ tu sĩ đại thừa kỳ sắp xuất thế. Lấy tu vi của chúng ta ngự kiếm không tới nửa giờ, liền có thể đạt tới cơ duyên trong đó, lấy tu vi của ngươi đại khả tranh đoạt một phen. Hơn nữa chúng ta khu vực này, tu vi cao nhất tu sĩ cũng chỉ bất quá là độ kiếp kỳ mà thôi. Những người đó bọn họ chỉ quan tâm truyền thừa của tu sĩ đại thừa, trừ phi có bảo vật cực kỳ cường đại, những thứ khác bọn họ chướng mắt. Chúng ta có thể đi, nhìn xem có thể tìm được một ít đồ vật có giá trị để phong phú nội tình gia tộc hay không a à, huyền ngươi cảm thấy như thế nào tiếu huyền nghiêm túc suy tư một phen cảm thấy việc này rất có triển vọng lúc này đồng ý hỏi còn bao lâu đại thừa động phủ xuất thế biết được còn có nửa tháng trong lòng không khỏi kiên định vài phần dù sao dựa vào tài nguyên cướp được từ trương gia hắn có lòng tin nhất cử vọt tới xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong thậm chí hậu kỳ đến lúc đó bằng thực lực của hắn ở trong tay độ kiếp đào tẩu sống sót vẫn là không thành vấn đề. Sau khi cùng các lão tổ định ra chuyện này, Tiếu Huyền lúc này trở về động phủ bế quan, trùng kích cảnh giới vì hành trình động phủ đại thừa, làm đủ chuẩn bị. Chương 2 Đột phá, đi tới đại thừa động phủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Đột phá độ kiếp, chuẩn bị đi tới zombie thế giới bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Đột phá phản hư, lại vào zombie giới soát công đức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Thu được hậu thiên trung phẩm linh bảo, chuẩn bị diệt thế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Quỷ diệt zombie thế giới, cùng ma chủ giao dịch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Phải bác cử huyền công, thế giới mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Tiến vào quỷ dị thế giới, dết điên rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 9 Miểu sát thiên đạo, thật hậu hoa viên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Tấn thăng thiên tiên, đoạt xá quỷ dị thiên đạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét